Chương trình này được bảo trợ bởi nhà in SNT Graphic Design and Color Print tại Tây Úc, chuyên in ấn tất cả các loại sách báo, business card, thiệp cưới, nhãn hiệu, áo thun và còn nhiều sản phẩm khác nữa. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn qua số 08 9248 1286. Anh Huyền xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả của đài Việt Face TV Úc Châu. Kính thưa quý khán giả của Việt Face TV, sau khi Victoria bị phong tỏa lần thứ tư, thì vấn đề xây dựng trung tâm cách ly tập thể lại càng được quan tâm hơn trước. Không những bởi chính quyền Victoria, Queensland, mà ngay cả chính quyền liên đảng tại New South Wales cũng đề nghị liên bang xây dựng thêm nhiều trung tâm tại Sydney để cách ly người Úc hồi hương. Trong khi đó, thì cư dân vùng phía Bắc Sydney cũng đang được báo động khi mà virus COVID-19 đã được tìm thấy trong nước thải. Và sau đây là phần tin chi tiết trong bản tin của Việt Face TV vào lúc 3 giờ chiều hôm nay thứ Ba, ngày 8 tháng 6 năm 2021. Xây dựng trung tâm cách ly tập thể thủ hiến Queensland lại cãi vã với liên bang. Hệ thống khách sạn cách ly tại Úc hiện nay được coi là không an toàn và do đó chính phủ các tiểu bang đã lần lượt đệ nạp kiến nghị yêu cầu chính phủ liên bang xây dựng trung tâm cách ly tập thể để giảm tải cho hệ thống các khách sạn và đảm bảo an toàn cho công chúng. Hiện nay đang có ít nhất là 3 tiểu bang đã đệ nạp dự án xây dựng trung tâm cách ly tập thể cho chính quyền thủ tướng Morrison. Trong số này thì dự án của chính quyền tiểu bang Queensland xây dựng trung tâm khu vực Tuumba đã bị liên bang chỉ trích vì thiếu chi tiết cần thiết. Trong khi dự án của Victoria gần phi trường quốc tế Melbourne hoặc gần phi trường Avalon thì lại đang được chính phủ liên bang cứu xét một cách tích cực và một thỏa hiệp ghi nhớ MOU đã được liên bang gửi đến cho Victoria. Vấn đề chưa được giải quyết hiện nay là địa điểm để xây dựng trung tâm cách ly này. Chính phủ Victoria thì ưa chuộng địa điểm gần phi trường quốc tế Melbourne, trong khi phía liên bang thì muốn xây dựng trung tâm này tại khu đất gần phi trường Avalon, cả hai khu đất này đều do chính phủ liên bang sở hữu. Trong khi đó thì chính phủ New South Wales ngày hôm qua cũng vừa phát biểu ý kiến mong muốn xây nhiều trung tâm cách ly tập thể và New South Wales cũng đã đệ trình liên bang những thông tin sơ khởi về dự án xây dựng các trung tâm này. Thế nhưng về địa điểm tại New South Wales thì vẫn chưa được chọn lựa. Trước sự cạnh tranh giữa ba tiểu bang Ngày hôm qua, Thủ hiến Queensland Anastasia Palaszczuk đã bày tỏ thái độ không hài lòng với quyết định của chính phủ liên bang, nên đã tuyên bố rằng nếu liên bang không chấp nhận đề nghị xây dựng trung tâm cách ly tại Toowoomba của Queensland, thì liên bang nên tự mình xây cất và tự mình quản trị khu vực cách ly vì vấn đề kiểm dịch cách ly, tức là quarantine, là trách nhiệm của liên bang chứ không phải trách nhiệm của tiểu bang. Trong số các thủ hiến của các tiểu bang và lãnh thổ, thì có thể nói là thủ hiến Queensland Anastasia Palaszczuk là người thường hay cãi vã với liên bang và đôi khi cũng có sự cãi vã với người đồng nhiệm tại New South Wales. Đại dịch COVID-19 cảnh báo về dấu vết virus trong nước thải tại New South Wales Ngày hôm qua, Bộ Y tế New South Wales đã loan báo là sự phân tích nước thải tại khu vực Castle Hill cho thấy có sự hiện diện của virus COVID-19. Khu vực nước thải này bao gồm các vùng Glenhaven, Dural, Kenthus, Kellyville và Castle Hill, tức là thuộc vùng Tây Bắc của đô thị Sydney. Bộ Y tế New South Wales yêu cầu tất cả cư dân sinh sống trong những vùng này hoặc những cư dân của những nơi khác nhưng đã từng lui tới khu vực này hãy cảnh giác và theo dõi các triệu chứng để đi thử nghiệm tức khắc cho đến khi có kết quả âm tính. Ngoài ra, như Việt Face TV đã loan, Bộ Y tế New South Wales cũng đã khuyên tất cả cư dân sinh sống tại các thị trấn ở khu vực bờ biển phía nam của Sydney là những nơi mà gia đình bốn người bị dương tính là cư dân của Victoria đã từng ghé qua. Các khu vực này bao gồm thị trấn Gundagai, Goulburn, Jarvis Bay, Hutchison, Hyams Beach và Vincentia, cũng như những ai đã từng đến các thị trấn này kể từ ngày 19 tháng 5 vừa qua đều phải cảnh giác theo dõi các triệu chứng và thử nghiệm tức khắc. Ngoài ra, để gia tăng tiến độ chủng ngừa, chính phủ New South Wales cũng đã loan báo thành lập thêm một trung tâm chủng ngừa mới tại vùng Lake Macquarie thuộc phía nam thành phố Newcastle. Trung tâm này được xây dựng mô phỏng theo trung tâm chủng ngừa tập thể tại Homebush, là trung tâm chủng ngừa tập thể đầu tiên tại Sydney, vừa được khai trương vào ngày 10 tháng 5 vừa qua. Dự tính là trung tâm chủng ngừa tập thể thứ nhì tại Lake Macquarie này khi đi vào hoạt động, có thể chủng ngừa cho khoảng 2.000 cư dân mỗi tuần trong khi trung tâm chủng ngừa hiện hữu tại Homebush hiện đang chủng ngừa cho khoảng 30.000 mỗi tuần. Tuy nhiên, đôi khi nhân số này đã cao hơn dự định. Chẳng hạn như tuần qua đã có gần 40.000 người chủng ngừa tại đây. Đại dịch COVID-19, Tây Úc áp đặt thêm thử nghiệm vào ngày cuối cùng của thời gian cách ly. Do một sự kiện vừa xảy ra tại Tây Úc, khi một người đàn ông đã hoàn tất thời gian cách ly 14 ngày và sau khi rời khỏi khu vực cách ly được một ngày thì lại bị phát hiện dương tính. Tuy nhiên, theo nhận xét của y sĩ trường tại Tây Úc, thì đây là một trường hợp mà số lượng virus ở mức rất thấp và các chuyên gia tin rằng đây là trường hợp mà cơ thể đang thải virus COVID-19 nên mức độ lây lan ra cộng đồng sẽ không cao. Tuy vậy, như là một biện pháp phòng ngừa, người bị dương tính này đã lập tức được đưa trở về khách sạn để sống cách ly 14 ngày trở lại. Với kinh nghiệm mới này, thủ hiến Tây Úc Mark McGowan đã ra lệnh áp dụng thêm một lần thử nghiệm trong quá trình cách ly 14 ngày. Cho đến nay thì những ai sống cách ly tại Tây Úc đều chỉ được thử nghiệm hai lần. Lần thứ nhất vào ngày thứ ba và lần thứ nhì là vào ngày thứ 10 của quá trình cách ly 14 ngày. Nếu cả hai lần thử nghiệm này đều có kết quả âm tính, thì người này sẽ được rời khỏi khách sạn cách ly vào ngày thứ 14. Tuy nhiên, kể từ hôm nay thì việc thử nghiệm COVID-19 trong quá trình cách ly sẽ diễn ra 3 lần và lần cuối sẽ được thực hiện vào ngày thứ 13, tức là một ngày sau cùng trước khi chấm dứt quá trình cách ly 14 ngày. Thủ hiến McCowan nói rằng trường hợp dương tính mới vừa xảy ra tuy may mắn là số lượng virus trong cơ thể người dương tính này ở mức rất thấp và do đó đã không tạo nhiều rủi ro cho cộng đồng. Nhưng đây cũng là kinh nghiệm và là việc không nên xảy ra. Và do đó, ông McCowan đã yêu cầu là tất cả những ai sống cách ly tại Tây Úc đều sẽ phải thử nghiệm lần cuối cùng vào ngày thứ 13 để các viên chức y tế có thông tin mới nhất trước khi để người cách ly rời khỏi khách sạn. Kinh tế Úc trong thời đại dịch S&P tăng mức độ tín nhiệm tối đa. Trong một nền kinh tế thị trường thì mức độ tín nhiệm của một quốc gia thường được đánh giá bởi một trong ba tổng công ty chuyên ngành, bao gồm Moody, Fitch và S&P. Trong số ba công ty này thì S&P, tức là Standard Poor, là công ty quan trọng nhất. Trong thời kỳ đại dịch khi nền kinh tế Úc Châu bị suy thoái vào giữa năm 2020, thì S&P đã lượng giá tín nhiệm Úc Châu ở mức độ AAA- đây cũng là mức độ tốt nhưng chưa phải là tối hảo. Nhưng này với sự phục hồi kinh tế mau chóng và ngoạn mục tại Úc, thì S&P đã đánh giá nền kinh tế nước Úc ở mức tối ưu tức là AAA. Việc đánh giá này được coi là vô cùng quan trọng, là vì mức tín nhiệm càng cao, thì khi chính phủ Úc cần phải đi vay mượn trên thị trường thế giới, thì sẽ được áp dụng lãi suất giảm hạ. Hay nói một cách khác, thì mức tín nhiệm càng cao thì lãi suất càng thấp. Với sự nâng cấp tín nhiệm này của S&P thì Bộ trưởng Ngân khố George Frydenberg nói rằng đây là sự xác nhận tín nhiệm của một công ty rất có uy tín đối với khả năng quản trị của chính phủ Úc về mặt kinh tế. Để nhấn mạnh mức độ quan trọng này, chúng ta cần biết rằng nước Úc là một trong số 9 quốc gia duy nhất trên thế giới đã đạt mức tín nhiệm tối đa là AAA của cả ba công ty chuyên ngành là S&P, Moody và Fitch. Giao thương với Bắc Kinh Ngành xuất cảng Úc không bị suy sụp như Trung Quốc, trong một bài phân tích trên đài ABC Úc Châu, một chuyên viên kinh tế đã có kết luận là trong bối cảnh gọi là thương chiến giữa Trung Quốc và Úc Châu, thì Bắc Kinh đã không thể làm suy giảm ngành xuất khẩu của nước Úc như hy vọng của Trung Quốc. Nhắc lại là kể từ tháng 5 năm 2020, Bắc Kinh đã khởi đầu chiến dịch uy hiếp và bắt nạt nước Úc với việc áp đặt thuế cao vào sản phẩm lúa mạch của Úc, sau đó thì Bắc Kinh lại tiếp tục gia tăng các biện pháp đánh phá và hạn chế hàng loạt các mặt hàng xuất khẩu của Úc Châu như là than đá, bông vải tôm hùm, rượu, gỗ vân vân. Hành động của Bắc Kinh đã thúc đẩy các nhà xuất cảng tại Úc phải tìm kiếm thêm các thị trường mới và may mắn là các doanh nghiệp tại Úc đã khá thành công trong nỗ lực này, nên mặc dù số lượng xuất cảng sang Trung Quốc đã bị giảm hạ, nhưng nói chung thì tổng giá trị xuất cảng hàng hóa của Úc vẫn tiếp tục gia tăng trong năm đại dịch 2020 và lại tiếp tục gia tăng nhiều hơn nữa trong 6 tháng đầu của năm nay 2021. Cụ thể thì trong tháng 4 vừa qua cán cân chi phó của nước Úc hay nói khác hơn là trị giá hàng xuất cảng của Úc so với trị giá hàng nhập cảng thì nước Úc đã thẳng dư được hơn 8 tỷ đô la so với 5 tỷ 800 triệu đô la hồi tháng 3 trước đó. Tất nhiên, một phần của sự thẳng dư này là nhờ vào sự gia tăng giá cả của quạng mỏ và than đá. Nhắc lại cho đến thời điểm này thì quạng mỏ là một loại nguyên liệu mà Bắc Kinh đang rất cần đến để phát triển kinh tế cho chính họ vì thế mà ít nhất là trong ngắn hạn, sản phẩm này sẽ không bị đánh phá vì Bắc Kinh không thể giảm sụt số lượng nhập khẩu quạng sắt từ Úc. Nếu ý định của Bắc Kinh là đánh gục nước Úc bằng cách gia tăng thuế quan và ngăn chặn việc nhập cảng hàng hóa của Úc, thì rõ ràng mục tiêu này đã thất bại. Trước thắng lợi này, thì nước Úc vẫn kiên quyết giữ vững chủ trương là phải đa phương hóa ngành xuất cảng và thái độ hiếu chiến của Bắc Kinh đã buộc nước Úc phải nỗ lực nhiều hơn và do đó nước Úc đã đạt được thành công ngoài mức mong đợi. Hội nghị nhóm G7, cường quốc kinh tế vẫn chủ động từ vaccine chống đại dịch đến thay đổi khí hậu. Thành viên của nhóm G7 đã gặp gỡ nhau tại Anh Quốc trong hai ngày qua, và hai trong số những vấn đề quan trọng trên nghị trường của hội nghị G7 lần này là vaccine phòng chống COVID-19 và những biện pháp cần thiết để giảm hạ tác hại của biến đổi khí hậu. Đây là hai lĩnh vực quan trọng có ảnh hưởng sâu rộng đến sự phát triển toàn cầu và an cư của trên 7 tỷ người trên toàn thế giới. Với nhiều khó khăn về phát triển kinh tế và đối phó dịch bệnh Covid-19, nên một số chuyên gia đã tỏ ra bi quan trước viễn cảnh suy sụp của 7 nước trong nhóm G7 được coi là giàu có nhất trên thế giới, bao gồm Hoa Kỳ và Canada ở Bắc Mỹ, nước Pháp, Đức, Anh, Ý tại châu Âu và Nhật Bản tại châu Á. Và đây có lẽ cũng là điều mà Bắc Kinh và Moscow hy vọng, vì nếu 7 cường quốc này suy sụp thì Bắc Kinh và Moscow sẽ có cơ hội gia tăng ảnh hưởng. Thế nhưng, theo hãng tin Reuters, thì trong tuần này, lãnh tụ của 7 quốc gia dân chủ và cường quốc kinh tế đã một lần nữa chứng tỏ là G7 vẫn đang nắm được vị trí chủ động. Trong hội nghị thượng đỉnh lần này, quốc gia chủ nhà là Anh Quốc còn mời thêm 3 đối tác tham dự là Hàn Quốc, Ấn Độ và Úc Châu. Trong chính sách ngăn ngừa chống đối đại dịch COVID-19, thì Moscow và Bắc Kinh đã rất năng nổ sử dụng ngoại giao vaccine để gia tăng ảnh hưởng trên thế giới. Bởi vậy, theo dự phóng thì Tổng thống Mỹ Joe Biden lần đầu tiên xuất ngoại sẽ nỗ lực phối hợp với các đồng nhiệm để có một lập trường chung, trợ giúp tài chính hoặc vaccine cho toàn thế giới, đặc biệt là cho các quốc gia đang phát triển. Ngoài ra, nhóm G7 còn phối hợp hành động để đối phó với hậu quả tiêu cực trong vấn đề biến đổi khí hậu, và đây có lẽ là điều mà nước Úc đã không có sự đồng nhịp với các nước khác. Nhắc lại là nhóm G7 được thành lập hồi năm 1975 gồm những nước giàu nhất trên thế giới để đối phó với các cuộc khủng hoảng toàn cầu, chẳng hạn như cuộc khủng hoảng dầu hỏa lúc bấy giờ và cuộc khủng hoảng vì đại dịch COVID-19 hiện nay. Tuy bao gồm chỉ có 7 nước, nhưng tổng sản lượng nội địa GDP của nhóm G7 hiện nay đã lên đến 40.000 tỷ đô la, tức là gần bằng phân nửa của trị giá kinh tế toàn cầu. Mặc dù Trung Quốc ngày nay đã trở thành nền kinh tế đứng hàng thứ nhì thế giới, nhưng Trung Quốc chưa bao giờ được mời làm thành viên của G7 trong khi hồi 6 năm trước đây, Liên bang Nga cũng đã từng là thành viên của nhóm G8, nhưng tư cách này đã bị tạm ngừng vì chính sách của Moscow trong việc xâm chiếm lãnh thổ của Ukraine. Với bản tin vừa rồi, Thanh Huyền xin tạm dừng chương trình tin tức của Vietface TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thanh Huyền xin chào tạm biệt và chúc quý vị có một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài Vietface TV Úc Châu vào lúc 10 giờ sáng ngày mai.